Sau khi sinh này, mỡ bụng thì một rổ, da bụng thì trùng nhão. Đấy là những yếu tố mà rất rất là nhiều mẹ sau khi sinh xong cảm thấy không vui về cái cơ thể của mình. Và Na thì cũng giống như các mẹ thôi, mấy tháng trước khi mà Na mới sinh bạn khoai tây xong thì ôi trời ơi, toàn là mỡ bụng thôi à. Và mình cảm thấy rất là mất tự tin với cái cơ thể của mình, vì dù sao thì mình cũng là một cô giáo và huấn luyện viên yoga, tập luyện thể dục mà lại để cái body như vậy thì làm sao có thể tiếp tục đứng lớp được, làm sao có thể mặc được một bộ đồ tập luyện body như thế này được, đúng không? Và ngay lập tức sau khi phục hồi cơ thể rồi, cơ thể mình bắt đầu khỏe dần lên rồi, thì Na đã vào và tập luyện các bài tập yoga để giúp cho mình lấy được lại cái vóc dáng của mình. Và bây giờ thì bạn khoai tây nhà Na đã được hơn 4 tháng rồi và Na cũng đã lấy được lại cái form dáng của mình khoảng tầm 70-80% rồi, nên là cũng đã bắt đầu tự tin mặc đồ bó và hở bụng rồi đấy các mẹ ạ. Và nếu như các mẹ cũng muốn rằng là mình có thể nhanh chóng lấy được lại vóc dáng như thế này và cũng muốn được mình sẽ tự tin hơn về cơ thể của mình, thì hãy nhớ rằng là follow kênh của Na để tập luyện hàng ngày nha. Còn hôm nay thì Na sẽ chia sẻ cho mẹ một bài tập ngắn thôi, một bài tập ngắn mẹ có thể tập luyện nó trong vòng 8-10 phút để giúp cho mẹ cũng cải thiện được vóc dáng của mẹ, giảm được mỡ bụng của mẹ, vắt sạch đi cái vùng mỡ này sau khi sinh nhá. Bài tập này thì sẽ có 8 tư thế yoga thôi. Bây giờ mẹ hãy vào cùng với Na nhé. Ok, bây giờ thì mẹ sẽ xoay người đứng về đầu thảm và giữ cho hai chân của mình mở rộng bằng hông. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế kiễng gót. Mẹ đứng thẳng, duỗi thẳng căng cánh tay và hướng các đầu ngón tay xuống thảm. Gộn nhẹ xương cụt của mẹ xuống và siết chặt cơ bụng của mình. Đẩy căng hết cỡ lồng ngực của mẹ lên và thực hiện. Hít sâu, từ từ mẹ kiễng cao gót chân của mình. Khi kiễng chân, mẹ sẽ siết chặt cả vùng bụng, vùng đùi, vùng bắp chân. Rồi từ từ thở ra, mẹ hạ gót chân xuống. Lặp lại 10 lần với tư thế này. Hít sâu, mẹ kiễng cao gót chân của mình lên nào. Rồi từ từ thở ra, mẹ hạ xuống. Nhớ là hãy tập trung suy nghĩ vào bụng và siết chặt cơ bụng của mẹ nha. Hít sâu, kiễng cao gót chân lên. Rồi mẹ thở ra và hạ gót chân xuống. Lần thứ tư. Hít sâu, kiễng chân lên. Thở ra, mẹ hạ xuống. Lần thứ năm. Hít sâu, kiễng cao gót chân. Thở ra, mẹ hạ xuống. Lần sáu. Hít sâu, mẹ kiễng lên nào. Nhớ là cuộn cái mông của mình lại. Thở ra, hạ xuống. Cuộn cái xương mông của mình lại. Đừng có đưa mông về sau nha, cuộn lại. Hít sâu, lần bảy. Thở, hạ. Hít sâu, lần tám. Thở, hạ xuống. Hai lần nữa thôi, cố lên mẹ ơi. Hít sâu, lần thứ 9. Thở ra, một lần cuối này. Hít sâu, lần 10. Thở ra. Ok, chuyển tiếp sang động tác tiếp theo. Hai chân của mẹ vẫn mở rộng bằng hông như vậy. Chúng ta chuyển xuống tư thế squat. Hít sâu, mẹ trùng gối và đưa hai tay của mình về phía trước. Người gập về trước một góc 45 độ, đầu gối của mẹ không vượt quá khỏi mũi bàn chân. Rồi từ từ nâng người lên và thở ra, mẹ cuộn xương cụt lại, cụp cái đỉnh mông của mình xuống nha. Siết cơ bụng. Hít sâu, mẹ trùng gối đẩy mông về phía sau. Nâng lên, thở ra, cuộn xương cụt lại, siết cơ bụng. Hít sâu, lần 3, động tác này mình sẽ làm 15 nhịp. Nâng lên, thở ra. Hít sâu, lần 4. Nâng lên, thở. Hít vào, lần 5. Nâng lên, nhớ là phải cuộn cái mông của mẹ lại thì mẹ mới siết được vào bụng nhiều nha. Hít sâu, lần 6. Lên nào, thở ra. Hít sâu, 7. Lên, thở. Hít sâu, 8. Lên, thở. Hít, 9. Lên, thở. Hít, 10.
lên. Hà, 5 lần nữa nào. Hít 5. Lên. Hà. Hít 4. Lên. Hà. Hít 3. Lên. Hà. Hít 2. Lên. Hà. Một động tác cuối nào, một lần cuối. Hít 1. Lên. Hà. Ok. Rồi mẹ tiếp tục nha. Tiếp tục chúng ta sẽ chống hai tay vào hông. Mẹ sẽ thực hiện tư thế nâng gối. Nhớ là đứng cân bằng trên thảm của mình chắc chắn này. Hai tay chống hông và mẹ cuộn nhẹ xương cụt của mình xuống. Đẩy căng lồng ngực của mẹ lên. Trong suốt quá trình thực hiện tư thế này thì mẹ giữ cho cơ thể của mình luôn luôn dựng thẳng như thế này. Rồi hít vào, mẹ nâng chân phải của mình lên. Cao, thật cao gối chân phải lên. Nhớ là lưng của mẹ vẫn giữ thẳng, người mẹ vẫn giữ thẳng nha. Thở ra mẹ duỗi dần chân nhưng không chạm ngón chân xuống thảm. Tiếp tục hít vào, mẹ co chân lại. Thở ra mẹ duỗi nhưng không chạm ngón chân xuống thảm. Hít sâu, mẹ co chân, cố gắng nâng cao gối lên lần 3. Thở ra. Mình làm 10 lần nha. Hít sâu lần 4. Thở ra, nếu mẹ cảm thấy cân bằng không tốt thì mẹ có thể chống tay vào tường. Hít sâu lần 5. Cao gối lên. Thở. Hít sâu lần 6. Thở. Hít lần 7. Thở ra 3 lần nữa. Hít lần 8. Thở. Hít 9. Thở một lần cuối nào. Hít 10. Cố gắng cao gối lên. Thở ra, mẹ hạ chân phải xuống. Lắc lắc cái chân trái của mẹ đi một chút cho đỡ mỏi. Rồi chúng ta lại dồn trọng tâm vào chân bên phải và mẹ tiếp tục thực hiện với chân bên trái nha. Nhớ là đứng thẳng thả lỏng vai này. Thực hiện, hít co gối chân phải lên, cao gối kéo sát đùi gần bụng. Thở ra duỗi chân. Hít co lại. Thở duỗi, mình sẽ làm động tác này cũng 10 lần nha. Hít co lần 3. Thở duỗi. Hít lần 4. Thở ra. Hít lần 5, nhớ là mỏi quá thì mẹ chống tay vào tường nhé. Thở. Hít lần 6. Thở. Hít 7. Thở. Hít 8. Thở. Hít 9. Hai lần thôi. Thở một lần cuối nào. Hít 10. Thở ra. Hai cái chân của mình nó đang tê tê tê. Chân của mẹ có tê không? Lắc lắc cái chân đi một tí nhé. Lắc lắc cái chân đi một tí cho dễ chịu. Ok, tiếp tục hai chân mẹ vẫn mở song song bằng hông. Động tác số 4. Hít sâu, mẹ vươn căng cánh tay lên trần. Rồi thở ra, từ từ gập người về phía trước. Chống tay xuống thảm và mẹ bước lùi hai chân về sau. Tư thế chó duỗi mình. Mẹ đẩy cao đỉnh mông lên trần và nhấn các gót chân xuống thảm. Xòe căng lòng bàn tay của mẹ. Đẩy cao mông lên, vuốt dài đỉnh mông của mình, thả lỏng vai cổ. Hãy cố gắng đưa cao đỉnh mông lên trần. Nếu mà làm tốt thì mẹ hãy chống gót, nhấn cả gót chân xuống thảm và duỗi thẳng căng chân. Còn nếu vùng khoeo chân của mẹ căng quá thì mẹ kiễng cao gót chân lên cho na. Nhưng nhớ là cần phải đảm bảo là đỉnh mông của mình luôn luôn được vuốt thẳng lên trần. Phần bụng của mẹ được siết nhẹ. Mẹ thả lỏng và mẹ giữ ở đây trong vòng 20 giây. 5 giây cuối. 4. 3. 2. 1. Rồi tiếp tục hít sâu, mẹ đẩy người về phía trước, tư thế tấm ván. Xòe căng lòng bàn tay ra. Áp chặt lòng bàn tay xuống thảm và mẹ giữ cho cái lưng của mình song song với sàn. Duỗi thẳng căng chân và siết chặt cơ bụng của mẹ.
Xòe căng lòng bàn tay ra nhé. Mẹ để ý vùng thắt lưng nha. Mẹ hơi nâng vùng lưng của mình lên một chút xíu để phần bụng của mẹ được siết căng. Cuộn xương cụt lại để vùng thắt lưng của mình không bị võng. Mẹ giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Rồi từ từ mẹ hạ gối xuống, đưa lùi mông về phía sau và đưa hai chân về phía trước. Chúng ta còn 3 động tác cuối nữa cho bài tập này. Hãy duỗi thẳng cả hai chân về phía trước, chúng ta thực hiện động tác tiếp theo. Mẹ chống hai tay ngang mông của mình và giữ cho lưng thẳng. Chúng ta sẽ lần lượt nâng từng chân lên một. Mẹ sẽ quan sát cách thực hiện và làm luôn với Na nha. Bắt đầu giữ cho lưng thẳng, dựng ngửa lòng bàn chân. Hít vào, mẹ nâng chân bên trái lên, tách chân ra khỏi sàn, rồi hạ xuống thở ra. Hít vào chân phải, hạ xuống thở. Hít vào chân trái, thở. Hít chân phải, thở. Hít trái, thở. Hít phải, thở. Lần 7, hít trái, thở. 8, hít phải, thở. 9, hít nâng chân lên, thở. 10, nâng chân, thở. 10 lần nữa nha. Hít 10, thở. Hít 9, thở. Hít 8, thở. Hít 7, thở. Hít 6, thở. Hít 5, thở. Hít 4, thở. Hít 3, thở. Hai lần nữa. Hít 2, thở. Hít 1, thở. Ơi, hãy xoa xoa cái đùi của mình đi cho dễ chịu nào. Xoa xoa đùi một chút. Động tác này vừa giúp mẹ giảm mỡ đùi, vừa giảm cả mỡ vùng bụng luôn. Tiếp theo chúng ta đến với động tác thứ 7. Động tác này mẹ sẽ co hai chân lại và chúng ta thực hiện tư thế con thuyền. Mẹ co hai chân và ngồi thẳng lưng, đặt hai tay dưới đầu gối của mình, thả lỏng cả hai vai và mẹ thực hiện. Hít sâu, từ từ mẹ nhấc gót chân lên, cố gắng cân bằng vùng lưng này. Nhìn kỹ cái lưng của Na nha. Hãy để căng lồng ngực lên để cho cái lưng thẳng. Hít sâu, mẹ nâng chân lên cho ống đồng song song với sàn. Rồi từ từ thở ra, mẹ siết chặt cơ bụng, cơ đùi. Buông tay ra khỏi chân và giữ cho cánh tay song song với bắp chân của mẹ. Giữ tĩnh ở đây, chụm chặt cả hai chân và giữ cho lưng thẳng nào. Cơ thể của mẹ đang có hiện tượng rung lên, cố gắng giữ ở đây đi. Động tác này sẽ làm cho phần mỡ của mẹ được đốt rất sâu. Thẳng lưng lên mẹ ơi. 5 4 3 Cố lên nào. 2 1 Rồi từ từ chúng ta hạ chân xuống. Chuyển vào động tác cuối cùng, mẹ nằm ngửa cho Na nào. Nằm ngửa. Lại co hai chân. Co hai chân. Rồi chúng ta sẽ đặt hai tay lên đùi. Động tác này mẹ sẽ trượt dần tay từ đùi lên đầu gối nha. Nằm ngửa này. Hít sâu thì mẹ nâng đầu, rồi mẹ với tay tới gần đầu gối. Thở ra mẹ lại hạ xuống. Mẹ cố gắng đưa cái tay của mình trượt theo chân và đưa đi tay đi càng xa thì cơ bụng của mẹ càng được kích hoạt nhiều nha. Và hạn chế dùng lực ở cơ cổ. Mẹ dùng lực ở cơ cổ nhiều là mẹ sẽ bị đau mỏi cổ đấy. Chúng ta thực hiện lại nhé. Động tác này mình sẽ làm 15 nhịp. Bắt đầu. Hít vào, nâng đầu lên với xa tay. Thở ra hạ xuống. Làm chậm theo nhịp hô của Na nào. Hít sâu, nâng lên với tay. Thở ra mẹ hạ xuống. Lần 3. Hít sâu lên. Thở hạ. Lần 4. Hít sâu, mẹ nâng lên. Với xa, thật ra tay ra nào.
thở ra hạ. Lần năm, hít sâu nâng lên, thở ra. Sáu, hít sâu lên, thở hạ. Bảy, hít sâu lên, thở hạ. Tám, hít sâu nâng lên, thở ra. Chín, hít sâu nâng, thở. Mười, hít sâu nâng lên, thở. Năm lần nữa nào. Năm, hít sâu nâng, thở. Bốn, hít sâu nâng lên, thở. Ba, hít sâu lên, thở. Hai, hít sâu lên, thở. Một lần cuối cùng nào. Hít sâu nâng lên, thở ra. Wow. Vậy là mẹ đã hoàn thành xong bài tập của ngày hôm nay rồi. Bây giờ thì mẹ hãy nằm tại chỗ, massage bụng của mình một chút để cho cơ bụng của mẹ được dễ chịu nha. Mẹ cũng có thể massage thêm cả vào vùng cơ đùi để cho cơ đùi của mình cũng được thư giãn. Ok, và bây giờ thì mẹ sẽ lật người và ngồi dậy. Wow, dễ chịu quá. Vừa rồi là một bài tập vô cùng là ngắn thôi, chỉ có 8 động tác yoga thôi, sẽ giúp cho mẹ nhanh chóng vắt sạch được mỡ bụng của mình sau sinh nha. Và hy vọng rằng với cái bài tập vừa rồi, dễ dàng như vừa rồi thì sẽ giúp cho mẹ có những cái hiệu quả tích cực sau quá trình tập luyện cùng với Na. Nhưng nhớ rằng là một ngày thì không thể có được hiệu quả cho mẹ ngay được. Ngày hôm nay tập thì có thể mẹ sẽ thấy hơi mệt một chút xíu, bởi vì cơ thể của mẹ sau sinh thì thường là cái thể chất của mình nó vẫn còn yếu, nên mẹ tập mẹ sẽ cảm thấy hơi mệt. Nhưng cứ kiên trì tập luyện hàng ngày thì cơ thể của mẹ sẽ phục hồi rất nhanh, và phần body của mẹ cũng sẽ rất nhanh lấy được lại vóc dáng của mình sau khi sinh xong nha. Và đừng quên là ngoài những bài tập đơn lẻ như thế này thì Na có xây dựng một bộ quy trình, một bộ giáo án trọn vẹn đầy đủ các bài tập yoga để giúp cho mẹ phục hồi được cơ thể của mình sau sinh, cả về vóc dáng bên ngoài và cả về các cơ quan cho bộ phận của các chị em phụ nữ của mình bên trong. Nên nếu mà mẹ mong muốn được sở hữu trọn bộ bài tập dành cho mẹ bầu, mẹ bỉm sữa sau sinh được phục hồi nhanh chóng, thì mẹ hãy kết nối với Na bằng cách là comment xuống dưới cái video này là quan tâm sau sinh, thì Na sẽ chia sẻ cho các mẹ những cái chuỗi, chia sẻ cho mẹ cái cách để mẹ đăng ký được cái chương trình này, đăng ký được cái bộ giáo trình này nha. Nhớ là comment xuống dưới video là quan tâm sau sinh. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mẹ.